Từ ngày 17 tháng 9, ngày thứ hai của bạn sẽ không còn buồn chán nữa. Thịt viên. Bởi đã có các siêu anh hùng Marvel của Lego. Vô cùng thú vị đây. Tái hợp với biệt đội báo thù. Tuyết. Chống lại Thanos cùng với vệ binh giải ngân hà. Thanos là hắn sao? Và báo đen. Ta sẽ chiến đấu vì Wakanda. Đón xem các siêu anh hùng Marvel của Lego vào lúc 22:30 thứ hai hàng tuần, bắt đầu từ 17 tháng 9 trên Disney Channel. Disney, kênh thiếu niên số 1 thế giới, được phát sóng trên các hạ tầng SCTV, MyTV, K-Cộng, FPT, Mobile TV, VTC Digital, Hà Nội Cáp, Mobile TV.